cái bo nó rất là mập như thế này và không cần phải móc dây, là do sự kết hợp giữa gốc già khỏe ha, kết hợp với lại bo đọt khỏe mạnh và kết hợp với lại là giá thể dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quanh, sáng lập kênh Siêu thị Cây Giống. Lời đầu tiên thì Quanh cũng xin phép thay mặt đội ngũ của Siêu thị Cây Giống gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con của chúng ta đã luôn luôn yêu thương Siêu thị Cây Giống trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay thì Quanh đang đứng tại cái bãi sầu riêng hợp đồng của Siêu thị Cây Giống. Cái bãi sầu riêng này hợp đồng cho các cái khách dự án, mà các khách dự án thì hiện tại giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị đất, thì bên Quanh gọi là đã chuẩn bị sẵn cây giống và cũng như nuôi dưỡng đúng cái thời gian mà quý bà con, quý chủ đầu tư mà xuống giống thì bên canh Quanh sẽ canh đúng cái cơ đọt cho nó, gọi là đúng cái thời điểm nhất để giao cho quý chủ đầu tư. Đó gọi là làm việc có kế hoạch hả bà con ha. Chẳng hạn như quý bà con hoặc quý chủ đầu tư chúng ta muốn xuống giống trong vòng khoảng 3 tháng nữa xuống giống thì hãy làm việc với Siêu thị Cây Giống trước, để bên Quanh sẽ thứ nhất là làm hợp đồng với Siêu thị Cây Giống để giữ giá cho thấy thật là tốt. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chọn cây thật là tốt. Cái thứ ba là bên Quanh sẽ chủ động chăm sóc cái cây để quý bà con chúng ta có được một cái cơ đọt rất là phù hợp với cái thời điểm mà quý bà con chúng ta trồng. Gọi là mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi công, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta, quý bà con hoặc quý chủ đầu tư về sẽ triển khai việc như là triển khai làm đất, đi hệ thống ống nước, xử lý đất, rồi sau đó bên Quanh sẽ mang cây giống lên để chúng ta bắt đầu tiến hành trồng trọt. Ngày hôm nay thì cái lô sầu riêng này thì bên Quanh cũng hợp đồng Musakin và hợp đồng sầu riêng Thái, thì mời quý bà con chúng ta cùng xem cái lô này sẽ vô đất đỏ để niêm thêm đất đỏ trong cái giá thể . Cái niêm thêm đất đỏ như vậy bên Quanh sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Thứ nhất là chi phí chở đất đỏ từ ở trên đó về. Chi phí thứ hai là bên Quanh sẽ phải tốn thêm nhiều nhân công hơn cho việc vào bầu, tại vì vào nó khó hơn, nó cứ cạch trụt thế nào ấy. Nhưng mà được cái là thứ nhất là cây nó sẽ phát huy được tối đa cái năng lực của nó khi cộng hưởng được với những cái vitamin có trong dinh dưỡng từ đất đỏ Bazan. Cái thứ hai là các anh em, các anh chị, các quý bà con ở vùng Tây Nguyên thường hay than phiền như Quanh là vùng bên này nhiều mối lắm, trồng với là nhiều đuông lắm, mà trồng mà có sơ dừa nhiều quá là sơ đã nó không xử lý tốt thì rất là dễ bị những cái con đó nó ăn vào rễ. Thì nhờ những cái khó như vậy, theo Quanh quan điểm á, những cái khó khi có khó thì sẽ ló cái khôn, nên là bên Quanh ngồi nghiên cứu, bên Quanh lắng nghe và bên Quanh quyết định. Nếu mà vô bầu đất không á thì rất là nặng, bà con vận chuyển về nặng nề lắm và cũng hơi bị khô. Cái thứ hai á, nếu mà vô sơ dừa không thì bị tình trạng giống như nãy giờ bà con chia sẻ, nên là bên Quanh đã quyết định gọi là kết hợp nha bà con ha, tay và ta, trong và ngoài vào với nhau để mà cho nó phù hợp với tất cả các quý bà con của chúng ta luôn. Nên cái lô này và quý chủ đầu tư đã đặt hàng trước và bên Quanh cũng chia sẻ về cái cách này và đã có những cái hiệu quả, là Quanh cũng dẫn ra vườn, mời ra vườn xem những cái cây mà vô bầu đất đỏ như vậy, cây nó khỏe như thế nào, đất đỏ trồng với sơ dừa cây nó khỏe như thế nào, cây nó mạnh như thế nào, cây nó tự sinh như thế nào, và quý bà chủ đầu tư cảm thấy rất là vui. Và sau đó quý chủ đầu tư đã quyết định là chọn phương pháp này. Thì ngày hôm nay thì cây cũng vừa mới vô bịch thôi, thì bên Quanh đã thấy được những cái sự phát triển vượt bậc của cái cây và bên Quanh cũng muốn chia sẻ với bà con của chúng ta. Và cũng một lời nhắn nhủ với bà con chúng ta là nếu quý bà con chúng ta đã quyết định trồng sầu riêng và đã có loại sầu riêng cần trồng rồi, hoặc chưa có loại sầu riêng cần trồng, thì hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để đội ngũ của Siêu thị Cây Giống sẽ tư vấn hỗ trợ cho quý bà con của chúng ta. Và chúng ta nên hợp đồng trước để chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ có cây tốt, cái thứ hai chúng ta yên tâm chúng ta làm, cái thứ ba còn bất kỳ thắc mắc gì như là triển khai kiến thiết làm sao thì bên Quanh sẽ hỗ trợ cho quý bà con chúng ta luôn, luôn luôn đồng hành cùng quý bà con mà. Bây giờ chúng ta cùng theo chân Quanh chúng ta xem cái lô sầu riêng này nó như thế nào ha bà con ha. Đây ha bà con ha, đây là cái lô sầu riêng mà bên Quanh hợp đồng. Hôm Quanh Anh họ lần này hợp đồng là từ 1/8 ăn lên, cây VIP ha bà con ha. Nhà cây tuột đọt phát triển mới giao và giao cho quý chủ đầu tư cái bo từ 25cm trở lên và tuột đọt phát triển. Cái này nếu mà nói về tuột đọt phát triển là cây nó phải rất là mạnh thì mới giao ha bà con ha. Nhưng mà Quanh rất là vui nha. Cái tỷ lệ hao hụt lần này của bên Quanh làm rất là ít, nó chỉ dưới 5% thôi. Cái tỷ lệ nó rất là lý tưởng trong ngành cây giống. Vì không phải là mình chăm chút kỹ là được đâu bà con. Cái này là do cả một cái quá trình kinh nghiệm. Không phải ai, không phải nhà làm giống nào cũng có thể làm được như vậy ha bà con ha. Tỷ lệ 5% đó rất là lý tưởng. Và đặc biệt là những cái cây 95% đạt á, thì bà con thấy toàn bộ tuột đọt phát triển như vậy nè.
Đó, toàn bộ cái tược đọt của nó phát triển e ấp như là gái 18, nhìn rất là cưng. Và bà con thấy không, mặc dù đã vô bầu rồi nhưng bên quanh không có móc bất kỳ một cái sợi dây kẽm nào. Nếu quý bà con nào ở đây đã từng trồng sầu riêng, đã từng mua những cây giống sầu riêng thì quý bà con chúng ta sẽ biết thường thường cây sầu riêng sẽ có móc dây kẽm để mà dựng cái cây lên, dựng cái bo lên. Tại vì nó có xu hướng là nó sẽ ngã vàng, ngã ra phía sau như thế này. Nó sẽ có xu hướng là nó sẽ ngã ra phía sau như thế này nè bà con nè. À, nhưng mà thực sự thì cây giống sẽ không có móc lên đâu. Cây nào nó khỏe nó sẽ tự nó đứng lên như vậy ha bà con ha. Cây này nè, vài bữa nó sẽ tự đứng lên luôn nè. Nên là bên quanh sẽ không có móc cái gì cả. À, còn những cái nơi mà làm việc chưa không có, những cái nơi khác người ta phải móc lên. Tại vì người ta sợ nó ngã, nó không có dựng lên vậy được đó bà con. Và cây mà nó dựng lên được như vậy nè, là cây này, những cây rất là khỏe ha. Và để được những cái cây khỏe như thế này, bà con thấy nãy giờ bên mới có chia sẻ cái vụ mà vô bầu đất thôi đó nha. Mới có cái vụ mà vô cái giá thể của cái cây thôi đó. Bà con thấy cái giá thể của cái cây nè ha. Trong này nè, vừa có đất đỏ ba gian dạng mịn nè, vừa có sơ dừa nè, vừa có tro trấu nè, nó sẽ phù hợp rất là nè bà con thấy cái đất đỏ khi mà quanh tri trét trong cái tay mình thấy có đỏ đỏ lên nè, thấy không bà con. Và cái bầu đó cực kỳ nặng nha, trời ơi, một tay quanh sách không có nổi luôn, một tay cầm máy quay, một tay sách cây không nổi luôn. À, và bà con biết không, cái giá thể như vậy giống như cái lợi ích hồi nãy giờ quanh nói á, nó rất là tốn công của cái những cái nhà làm giống giống như quanh. Nhưng mà nó được lại cái lợi của quý bà con là sao? Chúng ta trồng ở Tây Nguyên rất là phát triển, trồng ở miền Tây cũng rất là hợp. Tại vì á, là nó đã cộng hưởng cái vitamin có trong đất đỏ Ba Giang để tăng cường cái sự phát triển của cái cây ở trên, giúp cho cây của chúng ta thích nghi với đất mẹ từ nhỏ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa bà con biết sao không? Là chống mối, chống mọt, chống đun đun. Đun đun là của dừa ha. Chống cái con trùng ha bà con ha, trùng ăn hại cây, rất là phù hợp, rất là khắc phục được cái yếu tố nhược điểm của bầu sơ dừa ở cái vùng đất Tây Nguyên đó. Và cái tiếp theo nữa là nó, nếu mà vô đầu đất không thì nó hơi cứng và nó sẽ gây ra tình trạng nặng nề. Thì cái này thì cây này rất là dễ, rất là nhẹ trong việc vận chuyển ha bà con ha. Rồi cái quan trọng tiếp theo nữa để mà có được những cái cây mà phát triển mơn mởn như thế này bà con chúng ta đang thấy nè, không phải là chúng ta vô bầu không ha bà con ha, nó còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Và yếu tố đó là gì? Yếu tố đó là chính là cái gốc. Cái gốc bà con xem, cái gốc quan sẽ quay từ trên quay xuống cho quý bà con chúng ta xem. Bà con xem những cái gốc này nè, bà con thấy nè, cái tim nó rất là nhỏ. Cái tim tức là cái tâm của nó khá là nhỏ, nhỏ chính giữa này thôi. Tức là cây này đã già trên 3 năm, nó đã hóa gỗ hết rồi. Chuẩn bị một cái gốc thật sự là mướt, thật sự là đẹp, thật sự là già, thật sự là khỏe. Thì khi đó bên quanh mới bứng lên và đem trồng. Và bà con thấy cái cục đất nó còn nhô lên như vậy nè. Đó, bà con thấy cái cục đất nó còn nhô lên, bà con thấy cái cây bự, cục đất khá là to, cục đất rất là to, cục đất nó to như vậy bà con biết để làm gì không? Cục đất nó to như vậy để giữ cho cái bộ rễ cám của cây á, giữ cho cái bộ rễ cám của cây nó phát triển một cách mạnh mẽ. Và bên quanh sẽ sử dụng những cái dinh dưỡng hữu cơ như bên quanh thường hay chia sẻ với bà con đó, để kích thích và hỗ trợ dinh dưỡng cái rễ trong từ giai đoạn còn nhỏ. Nên bà con nào mà theo lối nông nghiệp hữu cơ sử dụng những cái cây giống bên quanh á sẽ rất là hợp lý ha bà con ha. Đó là quanh nói về cái gốc và cái cách bứng. Cái tiếp theo nữa là bà con sẽ nhớ về cái bo, tại vì cấu thành nên một cây giống mà. Chúng ta sẽ nói về cái bo. Bên quanh ghép toàn bộ những cái lô này ha, toàn bộ là bằng bo đọt hết. Bo đọt thì nó gây được cái giá trị gì, cho chúng ta được những cái giá trị gì? Cái giá trị á, đầu tiên á, là nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta cộng hưởng với cái gốc già, nó sẽ cho ra những cái tược, những cái bo nó rất là mập như thế này. Và không cần phải móc dây, là do sự kết hợp giữa gốc già khỏe ha, kết hợp với lại bo đọt khỏe mạnh, và kết hợp với lại là giá thể dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất ha bà con ha. Đó là sự kết hợp của cả ba thì mới tạo nên một cây sầu riêng sung mãn cường tráng như thế này bà con ha. Bà con mà nhìn đi, bà con mà nhìn cùng với quanh nè, bà con nhìn cùng với quanh nè, bà con thấy không? Đó, tược nó mơn mởn, xanh mơn mởn như gái 18 luôn, rất là dễ thương đúng không ạ? Bà con biết để làm ra được những cây sầu riêng này, đó là cả một quá trình nghiên cứu, chăm sóc, tích lũy, chứ không phải đơn thuần là tự nhiên cái là bên quanh ghép được như vậy đâu nha. Bên quanh cũng rất là tự hào về đội ngũ kỹ thuật của bên quanh đã có những cái anh em rất là tâm huyết trong nghề như vậy. Nha bà con ha. Còn nói về quy trình sản xuất cây sầu riêng để ra được cây sầu riêng khỏe như thế này mà đi sâu nữa là quanh nói cả ngày. Nó nói về chất đất, nó
nói về cái cách lựa chọn cái hộp, nói về cách khi mà trồng cái hộp xuống, rồi cách làm sao cho cái cây, cái gốc nó khỏe, rồi cái bo đầu nguồn, bà con biết phải không anh, phải lấy từ những cái cây bo gọi là chất nhất, gọi là chất lượng nhất của cái khu vực để mà làm ha bà con ha. Và bên quanh có nguyên một cái vườn bo riêng luôn để mà phục vụ cho cái việc này. Thôi chúng ta vừa đi chúng ta vừa nói chuyện ha, bà con thấy không, mênh mông bát ngát luôn, ha bà con ha. Đấy, rất là nhiều ha bà con ha, bà con xem nè. Được chưa, đằng kia mấy anh em đang rút lô mô sơ kin đã lớn rồi, để chiều hôm nay sẽ giao cho khách đó. Bà con thấy không có một cái tược nào mà bên quanh gắn dây cả, để móc lên cả, từ nó sẽ lên hết 100% ở đây, nó sẽ tự đứng lên hết ha, đứng lên bằng chính đôi chân của nó đó. Bà con thấy nè, cái tược nè e up mơn mởn luôn, bà con thấy không. Đây là lô sầu riêng Mòn Thòn Thái ha, rồi đằng kia là lô sầu riêng Musakin nữa. Bên quanh có rất là nhiều lô như vậy, và lần này khách hàng chủ đầu tư hợp đồng tới 10.000 Mòn Thòn Thái và 20.000 Musakin, nhưng mà bên quanh có lộ trình hết nha. Do là chủ đầu tư cũng làm việc có kế hoạch nên bên quanh có lộ trình hết, để ghép lô này, nên là chúng ta sẽ, chủ đầu tư sẽ nhận được những cái cây rất chi là chất lượng. Rất chi là chất lượng nha bà con ha. Ok dạ. Rồi chắc cũng phải tốn của quý bà con chúng ta cũng hết 7 phút cuộc đời rồi. Thôi bây giờ anh sẽ quay lại công việc của mình ha, sẽ đem xem coi mấy anh em, quý anh em đã chuẩn bị cây giống tới đâu rồi, để chiều hôm nay lên xe giao hàng cho các quý chủ đầu tư của chúng ta ha bà con ha. Bây giờ anh xin phép chào quý bà con nha, và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Nếu quý bà con chúng ta đã có kế hoạch trồng sầu riêng, muốn trồng sầu riêng và muốn chọn những cây giống chất lượng, những cây giống khỏe mạnh, thì quý bà con hãy vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình để quanh cùng với các bạn có cơ hội được hỗ trợ và đồng hành quý bà con chúng ta nhiều hơn. Chúng ta nên hợp đồng trước, làm việc có kế hoạch luôn luôn là việc tốt nhất đối với việc chúng ta triển khai một cái gì đó ha, đặc biệt là một vườn sầu riêng thì nó là tài sản á bà con ha, nó tài sản hay tiêu sản là do lúc quyết định là chúng ta lên clip như thế nào, kiến thiết như thế nào và mua cây giống ở đâu ha bà con ha. Rồi chào quý bà con nha, xin chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.